vậy nhá. Và thưa các bạn, đây là vẫn cái áo này, cách đây 2 năm hắn vẫn mặc. Và vẫn cái, à, áo là cái khác nhưng mà bụng to ăn no hơn. Và đây mặt béo hơn, ngu hơn. Bạn sau khi điện thoại header tôi lại quay tiếp. Header. Đây là một miếng chả của anh Tùng rồi. Rất to. Ngon quá. Anh kêu ngon quá. Mà thằng này mặc rất kinh đời. Kiểu kệ, quay quay kệ. Mà thằng nào béo như kia. Mà thằng Ngọc. Đây. Đấy. Còn tôi. Quay mình. Ngon quá. Không quay nữa. Máy tao đâu nhỉ? Mất rồi. Đi về. Vẫn cầm rồi. Đẹp rồi. Con gái sống với bố mẹ là chỉ được 20 năm thôi. Cháu bây giờ là cứ đánh xung kích. Tuần là lửa bên mẹ anh về là Quyền là lửa bên Long Biên. Thì Long Biên thì nó gần. Vâng. Con gái sẽ đi chuyển lại nó. Thì cũng cần thì sẽ lại. Thế này ừ. Là thế nào? Ngọc Nhiên. Ngọc Nhiên. Ngọc Nhiên mạnh sẽ đi chỗ lại lên lạng Sơn mà. Xác định rồi nhá. Cháu thật cô nhá. Phải cứu ngay cô này, lấy thông hành của Ngọc đây rồi nhá. À, gì đây là Đức bạn Khánh đấy hả? À, bạn Ngọc đấy hả? Đây, à, thằng bạn thân biết Ngọc. Ôi trời. Thế nó mới biết đây này. Mùi hết mâm rượu nữa. Đó là Tết năm nay là cô sẽ có lợn má ăn. Không phải lo. Không, chẳng chẳng là lợn má. Quay đá. Đá nhẹ. Chưa, thần Đức nó chơi cấp ma bà. Mấy đứa này cũng nhau lâu rồi. Quay cái gì? Thế còn tiệp là nó có liên quan gì đúng không? Tiệp với đội này nên là làm cùng máy tính. Chứ không liên quan gì đúng không? Đội mà vừa ngồi đây vừa về là cấp 3 này. Cấp 3 với nhau. Cấp 3. Cái thằng ở đây này. Thế thằng Kiên đấy. Này con cái này này. Em ơi, chốt nốt cái chỗ xem. Em về đâu? Mùi dâu. Hết rồi bà. Con. Hết rồi. Chỗ này thì mình em tu hết thì có làm gì. Thế thôi thì anh em tu thì xuống chia đôi anh em. Chai này cũng điêu đấy. Uống khỏe thế. Cùng bộ với cốc đấy. Cầm chưa? Cầm công nghệ đi.